pháp nhân nào đặt vấn đề là hỗ trợ, tạo điều kiện hoặc là giúp đỡ trong cái việc đề nghị cấp phép thực hiện chuyến bay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử là bị cáo có. Cụ thể là ai? Dạ, thông qua phó vụ trưởng vụ thư ký biên tập là anh Vũ Ngọc Quyền có giới thiệu anh Hoàng Anh Kiếm, hiện nay là bị cáo Hoàng Anh Kiếm, lúc đó tự xưng là đại diện của công ty lữ hành Việt, nhờ giúp đỡ làm để xin được cấp phép chuyến bay. Bị cáo có nó nhận được cái tiền hoặc là lợi ích vật chất nào từ những cái người đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cấp phép thực hiện chuyến bay không? Dạ, bị cáo có. Cụ thể bị cáo nhận được của ai và nhận bao nhiêu tiền? Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo nhận được 180.000 đô la Mỹ 4 lần từ bị cáo Hoàng Anh Kiếm và một lần là 100 triệu từ bị cáo Nguyễn Mai Anh ạ. Sau khi nhận những khoản tiền này thì bị cáo có báo cáo với ai không, có đưa cho ai không? Dạ, bị cáo không ạ. Bị cáo có đưa tiền cho ai ở văn phòng chính phủ hoặc là những người khác không? Dạ, bị cáo không ạ.